Thưa quý vị, sáng nay lực lượng chức năng của tỉnh Bình Dương đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng trong khu công nghiệp tại thành phố Tân Quyên. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối qua tại một nhà xưởng trong khu công nghiệp Nam Tân Quyên, phường Khánh Bình, thành phố Tân Quyên của tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ nhà xưởng của một công ty sản xuất gỗ nằm trong khu công nghiệp kèm theo một số tiếng nổ lớn. Chỉ sau một phút, ít phút thì lửa cũng đã bốc lên dữ dội bao trùm các nhà xưởng gần nhau bên trong công ty này. Do cháy lớn, sức nóng từ vụ cháy khiến cho các công ty kế bên cũng bị ảnh hưởng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa. Đến hơn 23 giờ, đám cháy được khống chế. Diện tích đám cháy khoảng 2.000 m2. Kết cấu của nhà xưởng bị cháy là khung thép, mái tôn. Chất cháy chủ yếu là gỗ, giấy, bao bì. May mắn là vụ cháy không gây thương vong về người.